Alo ạ Xin chào tất cả chị và các bạn Hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong một buổi chiều chủ nhật Chúng ta sẽ cùng review qua thị trường cũng như là chúng ta nhìn nhận lại những cơ hội giao dịch trong tháng 6 Và mình là Châu Phạm Rất vui được gặp lại cả nhà và sau một quãng thời gian khoảng một tuần À, cũng nhờ các uh, admin uh, bên finasac hỗ trợ để có những cái nội dung thật sự là hữu, hữu ích cho nhà đầu tư hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện thị trường nhé à, một tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã gặp nhau ở trong room tư vấn rồi và cũng đã có những cái bước đi rất là đúng à, bước đi đúng tức là sao ạ à, tức là chúng ta không, không bị ngại quá bởi những câu chuyện mà covid trong thời gian gần đây thậm chí là chúng ta review lại thị trường trong uh, một khoảng thời gian à, từ thời điểm từ thời điểm chính xác là thời điểm của ngày 18 tháng tháng 5 và sau đó là bắt đầu thời điểm của ngày 19 là chúng ta cứ có một cái lệnh mua thôi à, và đến thời điểm hiện tại thì sang sang 6 phiên thì áp lực điều chỉnh của phiên ngày hôm của phiên thứ bảy nó nó đã xuất hiện à, nhiều người nói là câu chuyện liên quan đến covid 19 nhưng mà quan điểm của mình thì cho rằng không hẳn không hẳn là như vậy à, bởi vì đơn giản là quá nhiều các phiên tăng trước đó thì khiến cho dòng tiền cảm thấy nóng hơn và khi mà có xuất hiện câu chuyện covid 19 tại Hồ Chí Minh thì có sẽ một số áp lực nào đó đã khiến cho câu chuyện của dòng tiền uh, họ áp lực chốt lời nhưng mà sau đó thì rõ ràng là những ai mà chốt lời hôm thứ sáu uh, xin lỗi là hôm thứ năm thì buộc phải mua lại với giá cao hơn hôm thứ sáu đúng không ạ thì đó là những cái mà chúng ta cùng nhìn nhận về thị trường và nếu mà trên quan điểm của mình ấy, thì mình đánh giá về thị trường thì cho rằng câu chuyện là như thế này. Thực ra chúng ta không không nếu mà anh chị để ý rõ ấy, về cái bức tranh của thị trường toàn cầu ấy, à, và bức tranh của câu chuyện chứng khoán ấy, thì nó có vẻ như nó nó đi nó nó lệch ra khỏi cái quan điểm chủ quan. Tức là chúng ta phải đánh giá lại là câu chuyện Covid-19 nó đang ở cái mức độ nào. Và đó là yếu tố thứ nhất, yếu tố thứ hai là chứng khoán nó có phản ánh đến câu chuyện của Covid-19 hay không. À, và cái câu này có câu, câu hỏi này đã được chứng minh từ thời điểm của tháng 4 năm ngoái rồi à, thực tế ra là thời điểm đó rất nhiều à, chuyên gia cũng như là rất nhiều các nhà đầu tư phân tích à, cũng như là cũng các quỹ đầu cơ lớn à, không phải riêng mỗi thị trường chúng ta mà kể cả, cả, cả thị trường toàn cầu Góc nhìn cơ bản thì thật, thật sự là tác động rất là tiêu cực đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến câu chuyện lao động khi mà khi mà thị trường lao động không 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 không, không thể vận hành được à, cũng như là các cái mảng kinh doanh khác cũng đều bị ngưng trệ bởi COVID-19 thì chắc chắn một điều là định giá nó sẽ bị giảm đi. À, nhưng mà cái câu chuyện đó nó mang tính sự kiện giống như là một sự kiện hơn là một, là một yếu tố tác động lâu dài. À, nếu mà tác động lâu dài thì chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện lâu dài và nếu mà câu chuyện à, ngắn trước mắt thì có vẻ như là hành động hỗ trợ từ phía ngân hàng Trung ương cũng như là hành động à, hỗ trợ bơm tiền từ từ các chính phủ của các quốc gia cũng đã khiến cho những cái chỉ số lớn đều có một nhịp chạy rất là cao và đến bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải một cái review tức là một cách cách nhìn nhận nó mang yếu tố liên thị trường nhiều hơn là là yếu tố về mỗi một hai phiên giao dịch sắp đến và đây là lý do tại sao mà chúng ta cần sẽ cần dành nhiều thời gian hơn và chúng ta nhìn nhận lại yếu tố xem thị trường đã thay đổi thật sự hay chưa nhé ok ạ, à, thì chúng ta sẽ bắt đầu bài review hôm nay đầu tiên thì nếu mà nhìn nhìn vào câu chuyện của thị trường đi thì anh chị có thể thấy câu chuyện thị trường không không thật sự là quá xấu đâu À, vì sao mình mình lại chia sẻ câu chuyện là như vậy thì uh, chúng ta hãy cùng nhìn qua liên thị trường một tí liên thị trường thì nó bao gồm những cái gì uh, thường là nếu mà chúng ta nhìn thấy giá vàng thì chúng ta sẽ sẽ cảm thấy là giá vàng nó chạy theo một giá uh, giá dầu nó chạy theo một giá và giá trứng chứng uh, khoán nó chạy theo một giá nhưng mà thực tế là nó có chạy như vậy không thì thực tế là không phải mà là nó liên đới và liên quan trực tiếp với nhau và đây là một mối quan hệ là không thể không tách rời nhau ra thì ví dụ như thế này À, mình ví dụ đi. À, nếu mà chúng ta phân tích liên thị trường thì chúng ta sẽ để ý câu chuyện là giá trị đồng đô nó sẽ tác động như thế nào đối với vàng và khi mà vàng nó tăng thì tác động như thế nào đến giá dầu mỏ và nếu mà giá dầu mỏ mà giảm thì tác động như thế nào đến giá chứng khoán đó à, hay là kiểu mà giá đồng đô thì tác động như thế nào đến giá chứng khoán và vàng và chứng khoán tác động à, liên hệ với nhau như thế nào thì đây mới thật sự là cái bài toán của à, của thị trường của câu chuyện liên thị trường lúc này thì với câu chuyện lên thị trường ấy thì chúng ta sẽ phân tích như sau à, với rất nhiều yếu tố mà mà chúng ta sẽ phân tích về câu chuyện của vĩ mô ấy thì thực ra là với những quan điểm về thực chiến cũng như là quan điểm về chúng ta sẽ cần giao dịch ở trong ngắn và trung hạn còn câu chuyện dài hạn hơn thì chúng ta sẽ cần để thêm một thời gian để, để quan sát thì trong cái phạm vi lần này ấy, mình chỉ chia sẻ góc nhìn và ngắn hạn hơn thôi là bao gồm là chúng ta hãy xem đồng đô như thế nào thứ hai là cái ngoại lực ấy, thì bao gồm chỉ số biến động là VIX vì sao mình lại nói về câu chuyện VIX ở đây bởi vì VIX sẽ là cái chỉ báo và tâm lý à, khi mà thị trường biến động thì những cái hợp đồng để mà à, ngăn cản cái rủi ro biến động ấy, nó sẽ bắt đầu à, thể hiện qua VIX tăng hay giảm yếu tố thứ ba sẽ là yếu tố giá dầu à, bởi vì sao lại liên quan đến giá dầu giá dầu nó khá là thú vị ở chỗ là như thế này à, nếu mà anh chị để ý thấy ấy, thì giá dầu nó không 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 những là nó thể hiện câu chuyện là cái nhu cầu tăng hay giảm. Chúng ta nói về câu chuyện giá dầu và commodity ở đây nhé, về hàng hóa ở đây. À, khi nào thì giá dầu sẽ là tăng, khi nào giá dầu sẽ là giảm. Khi mà chúng ta nhìn vào một bức tranh của thị trường ấy, và nếu mà bức tranh của thị trường đang nói về câu chuyện là à, câu chuyện của giá dầu là giá dầu tăng đây, đây giá dầu giảm, thì khi nào giá dầu tăng, khi mà cái nhu cầu sản xuất nó, nó kéo giá dầu tăng lên, thì chúng ta sẽ có câu chuyện về giá dầu tăng. Và khi nào thì giá dầu giảm, ở à, khi mà cái nhu cầu gọi là nhu cầu sản xuất ấy, nó bị giảm đi thì lúc đó thì giá dầu sẽ giảm đi và và đây là yếu tố mà gọi là yếu tố mang cái tính là là nature tức là mang tính tự nhiên theo cung cầu của thị trường khi mà nhu cầu và chúng ta có câu chuyện về nhu cầu đúng không ạ à và chúng ta chúng ta có nhu cầu về về nguồn cung thì bây giờ chúng ta có câu chuyện về OPEC cộng OPEC cộng với giá dầu ấy thì OPEC cộng họ sẽ làm cho họ sẽ làm họ sẽ điều tiết ở cái nguồn gọi là nguồn cung này và đã khiến cho ấy là là cái Uh, cái nhu cầu mà khiến cho cái giá nó sẽ không được giảm quá sâu như là cái nhu cầu nó sẽ uh, sẽ bị điều tiết trở lại và nó ở cái một cái điểm giá cao hơn nó đưa lại một cái điểm giá cao hơn so với cái, cái điểm giá trước đó tức là sao ạ chúng ta sẽ phải mua với một cái uh, chúng ta sẽ mua một ít dầu hơn với một cái giá trả cao hơn và và bên OPEC tức là cái bên CARTEL tiêu này này họ sẽ uh, họ sẽ gom gom được cái cái tiền gọi là tiền mà mà điều tiết thị trường này đó, à, thì bây giờ chúng ta hãy nhìn nhận lại câu chuyện là giá dầu tăng nó vì cái gì à, vì giá dầu tăng là vì OPEC hay là giá dầu tăng là vì vì nhu cầu tăng thì đó là cái yếu tố mà chúng ta sẽ sẽ cần phải để ý đến và yếu tố về ngoại lực cuối cùng đó là lạm phát thì đây là yếu tố mà nếu mà trường hợp anh chị đấy thấy ấy, là chỉ trong tuần trước thôi không không quá xa đâu thì thị trường của nhiều nhiều quốc gia cũng như là của Việt Nam là có câu chuyện là bị điều chỉnh giảm vì vì yếu tố lo lắng về câu chuyện lạm phát thì thực tế lạm phát đến thời điểm này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng cùng để ý trong cái cái phân tích lần này lần này luôn nhé và sau khi xong ngoại lực thì chúng ta sẽ đi đến nội lực tức là bây giờ chúng ta sẽ để ý là câu chuyện về cái dòng tiền À, nội lực là dòng tiền và dòng tiền nó liên hệ như thế nào đối với các nhóm chỉ số lớn thứ hai là câu câu chuyện dòng tiền sẽ dẫn dắt như thế nào và sau đó là câu chuyện về ngành à, ví dụ như câu chuyện về nhóm ngành ngân hàng à, trong thời điểm trở lại đây thì vì sao nhóm ngành ngân hàng lại tăng đến như vậy và chúng ta có cơ hội nào với nhóm ngân hàng hay không thì đó là câu chuyện của câu chuyện ngành và cuối cùng là sự kiện về covid 19 chín à, về cái sự kiện mà hồ chí minh giãn cách xã hội ngày hôm nay à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi qua một tí về cái câu chuyện ngoại lực nhé về yếu tố ngoại lực tác động thì bây giờ mình đã có một cái thống kê cụ thể về hai cái sản phẩm mà mang tính ngoại lực khá thú vị à, nó liên quan đến vàng và liên quan đến dầu và đồng thời là liên quan đến đồng đô à, chúng ta sẽ cùng cùng để ý những yếu tố như sau này ví dụ như giá vàng và biến động ấy khi mà kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô tức là sao ạ tức là thị trường lao động này à, gdp này có tăng hay có giảm hay không nếu mà trường hợp mà kỳ vọng tiêu cực thì giá vàng tăng và ảnh hưởng của giá vàng cũng sẽ là tăng và nhu cầu vàng và nhu cầu về giá vàng cũng đều tăng cả thì nó thể hiện câu chuyện là gì đang là yếu tố mà chúng ta đang 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 chứng kiến đây khi mà giá vàng hiện nay là đang tăng lên cái mức của một nghìn à, mình nhớ là giá vàng đang tăng lên là khoảng cái mốc hơi hơi khá cao tại cùng xem qua về giá vàng một tí nào à, về về giá vàng hiện nay là đang lên một nghìn chín rồi ở à, trong cái thời điểm cái bài phân tích trước đây cháu có chia sẻ ấy, thì chúng ta có mô hình vàng là mô hình của hai đáy với kép tăng à, và mẫu hình rất là thật sự với thị trường mà mang tính yếu tố liên thị trường và đặc biệt là thị trường vàng ấy thì những yếu tố mà mà yếu tố vàng ấy thật sự là nó phản ánh rất là đúng với với phân tích kỹ thuật đặc biệt là những mẫu hình quick op. À, với quick op thì hôm trước mình chia sẻ rồi đúng không ạ giá đã cắt lên khoảng một nghìn tám một bảy một bảy sáu thì nó sẽ tiếp tục một cái đà tăng trưởng lên một nghìn chín và thậm chí nhé nếu mà chúng ta kẻ fibo từ vùng đỉnh giá thì cái vùng vùng kỳ vọng của giá vàng ấy nó sẽ còn phải lên nữa chưa xong đâu À, chưa xong cái đà tăng trưởng giá vàng đâu, ít nhất là phải 1000 19 1930. Ít nhất là giá vàng là trong cái thời điểm này và thậm chí là cái tư duy về vàng ấy, chúng ta hãy cùng xem qua một tí về cái uh, lượng hợp đồng để qua đêm nhé. Thì nếu anh chị để thấy là hợp đồng qua đêm ấy, tới thời điểm mà giá vàng tăng đầu tháng 5 ấy, nó chỉ đâu đó là tầm uh, 482.000. Thì bây giờ với CBOE đã tăng lên khoảng là hơn 553.000 rồi và mức này là mức cao đấy không phải là mức thấp đâu. Sau mức đại độ tăng trưởng trước đó thì tức là thế này. chúng ta nhìn thấy một câu chuyện là biến động và giá vàng là bắt đầu chiều hướng là là tăng trưởng rồi. bất địa chính trị có bất ổn không? có. À, chúng ta có địa chính trị bất ổn tại à, những cái câu chuyện về iran iraq này, à, câu chuyện về về covid và câu chuyện về thiếu nguồn cung cũng như là câu chuyện về tăng trưởng của các giá hàng hóa. À, do vậy là tác tác động giá vàng sẽ là tăng. còn lạm phát có tăng không? À, lạm phát có biến động không? Có, lạm phát vẫn tăng. Và khi lạm phát tăng thì nhu, nhu cầu đến vàng sẽ tăng và ảnh hưởng giá vàng cũng sẽ tăng theo. Và đặc biệt là đồng đô. Khi đồng đô mà giảm ấy, thì tác động đến cầu vàng cũng như là giá vàng đều tăng cả. thì đó là với một thị trường vàng nhé. Còn thứ hai là với thị trường dầu thì sao? Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào giá dầu, chúng ta có thể nhìn được câu chuyện về kỳ vọng xuất khẩu này. À, nếu một trường hợp giá dầu biến động giảm, à, xuất khẩu mà biến động giảm ấy, thì nhu cầu dầu sẽ giảm và ảnh hưởng giá dầu sẽ giảm. Nhưng đây không phải là câu chuyện này đúng không ạ? Rõ ràng là xuất khẩu vẫn đang tăng những cái nhóm ngành mà chúng ta thể đánh giá thời điểm gần đây ví dụ là German Dev này hay là nhóm ngành về về cảng biển này đều có một dấu hiệu là suất tăng tăng ngược trở lại à, thậm chí là những chỉ chỉ số như là bi bid à, xin lỗi là bdi chỉ số về ban tích index thì cũng đang tăng cái vùng gần như là vùng vùng lịch sử trong khi đó là phần lãi suất thì sao khi mà lãi suất giảm thì nhu cầu vàng dầu dầu sẽ giảm và dầu sẽ giảm là đúng à, lạm phát tăng thì giá dầu sẽ giảm nhưng hiện nay thì giá dầu không giảm, thế tức là sao chúng ta phải cần kiểm tra lại là cái lạm phát này nó đã tăng đến cái mức mà chúng ta lo sợ hay chưa? và cuối cùng là đồng đô giảm thì chắc chắn là dầu sẽ tăng. OK, thì đó là với một số nhìn nhận chung về về diễn biến lên thị trường về giờ vàng và dầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết nhé. Thứ nhất là chúng ta hãy cùng kiểm tra một tí về đồng đô. ở trong cái bản đồ đồng đô ấy thì anh chị có thể sử dụng các công cụ của Finasac để nhìn được cái đồng đô này như thế nào, à, cụ thể với đồng đô này như thế nào. thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè trong cái bản bản đồ tài sản của liên thị trường đấy thì có thể thấy rõ là đồng đô là đang ở trong vùng suy yếu. Thứ hai là Bitcoin là một cái tài sản mà mang tính đầu cơ rất cao thì bây giờ đang đang từ cái vùng hôm trước thì còn đang ở trên vùng dẫn dắt này và bây giờ nó đang quay trở về cái vùng hồi phục và thậm chí là đang có một cái mô tức là cái đà nó đang lao về vùng suy yếu ở đây thì cho thì qua qua đó thì thấy một điều ấy, là cái dòng tiền không phải là dòng tiền đầu cơ nữa không phải là game ball nữa mà bây giờ dòng tiền nó đang cách chặt chẽ hơn và đang vận động đúng theo những gì mà mà quan điểm vĩ mô và vĩ mô đang trình bày tức là sao ạ à, những cái sản phẩm cái dòng tiền rút ra từ bitcoin này nó sẽ bắt đầu đổ vào vàng bắt đầu đổ vào dầu và bắt đầu đổ vào chứng khoán và đó là lý do tại sao mà một số các thị trường chứng khoán đặc biệt là cận biên như thị trường của chúng ta đang có một nhịp tăng trưởng và mạnh trong giai đoạn gần đây thực, thực tế là từ đầu năm đến nay thì thị trường việt nam chúng ta là đà tăng khá là mạnh đấy. À, và mạnh nhất à, nếu mà so với các thị trường khác ok bây giờ chúng ta không miên man nữa chúng ta hãy nói về đồng đô đi à, đồng đô thì so với những cái tài sản khác thì anh chị có thể thấy một bức tranh cũng khá là thú vị đúng không ạ khi nào mà đồng đô lao dốc khi nào đồng đô lao dốc thì chắc chắn một điều ấy là các tài sản mà định giá bơi đô sẽ tăng À, ví dụ như là VN30 này, index này, SP500, này, cả giá dầu, giá vàng cũng tăng cả. thì bây giờ yếu tố nó nằm ở chỗ nào? chúng ta cùng kiểm tra qua một tí câu chuyện đô nhé. thì cái khi mà đồng đô mà nó giảm ấy, thì chúng ta sẽ ở câu, câu chuyện là cái lãi suất trái phiếu nó cũng sẽ giảm theo à, và do vậy là cái cái giá tiền của mua trái phiếu cũng sẽ tăng theo và do vậy là trái phiếu đang đi một gọi là riêng một góc luôn à, so với các tài sản khác, trái phiếu này vàng này còn những cái tài sản mà định giá theo đô đều lao dốc cả, ngay cả platinum cũng lao dốc theo và bitcoin cũng thế. thì nó cách khác ấy, là nếu mà chúng ta phân tích kỹ thuật sẽ thấy cái bức tranh của đồng đô khá là khá là xấu. và khi mà đồng đô xấu thì yên tâm một điều là những tài sản khác sẽ tốt và và đó là lý do tại sao mà mình cũng cảm thấy là khá yên tâm. nhưng mà chúng ta nhìn vào câu chuyện đồng đô này USDX nếu mà chúng ta phân tích về mặt kỹ thuật đi, một mẫu hình rất là đơn giản thôi. thì đồng đô trong thời điểm của đầu 2020, 2021 trở lại đây ấy, thì ngoài cái nhịp tăng đồng đô mà cả nhà các nhà cả nhà chúng ta đã lo lắng về câu chuyện của đồng đô tăng trên cái vùng của giá 95 uh, của giá 95 người thời điểm mà thời điểm của tháng 4 thì bây giờ không phải là như vậy nữa mà đồng đô cứ tiếp tục lao dốc và cứ giảm và nếu mà chúng ta nhìn mẫu hình thì có thể thấy là đồng đô kiểm chứng thành công cái vùng 91 này và thậm chí là đang đang tìm về lại cái vùng đáy cũ là cái vùng của 89 thậm chí là cái vùng của 89.3 thì chúng ta nói cách khác là đồng đô đang 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 có một xu hướng là tiếp tục lao và khi đồng đô mà giảm ấy, thì chắc chắn một điều là những cái tài sản khác ngoài đồng đô sẽ ok thì do vậy nhé yếu tố liên thị trường đầu tiên là về đồng đô này mình có thể chứng minh được là đồng đô không không bị quá xấu và cái lý do đồng đô giảm và nó liên quan một phần nữa là đến từ uh, câu chuyện của uh, non farm payroll tức là cái thị trường lao động từ phía mỹ À, vì sao mà chúng ta lại cần phải quan sát câu chuyện này? Bởi vì như thế này này, à, khi mà đồng đô ấy là cái đồng tiền nó định giá bởi sức mạnh kinh tế của Mỹ, thì khi mà đồng đô nó lao dốc chứng tỏ một điều là, là sức mạnh kinh tế của Mỹ nó cũng đang bị lao dốc theo. Thì nếu chúng ta nhìn lại nhé, thay đổi về cái bản bảng à, bảng bản lương phi nông nghiệp, bảng lương phi nông nghiệp là gì? Là cái câu chuyện của à, lao động tham gia vào thị trường ở trong những cái thời thời điểm mà à, theo thống kê mỗi tháng thì khi mà lao động tham gia vào thị trường ấy thì chắc chắn một điều là là nó sẽ đo được cái sức mạnh của kinh tế và hiện nay nhé sau câu chuyện của covid vào tháng 4 và 2020 mươi à, thì bây giờ có vẻ như là đã đã phục hồi tốc độ phục hồi nhưng bây giờ để bắt đầu quay trở lại vào tháng 4 của 2021 tức là sao ạ cái đe dọa covid một lần nữa đang quay trở lại thị trường và đang kéo cái đồng đô lao dốc và thực tế với câu chuyện này thì đồng đô vẫn là cái yếu tố mà đang ủng hộ tích cực cho thị trường chúng ta như vậy thì mình có thể ghi vào đây là chúng ta có một câu chuyện ngoại lực về tích cực của đồng đô nhé à, thứ nhất là đồng đô có thể ghi là câu chuyện là tích cực rồi ok bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một chỉ số là VIX à, vì sao lại quan sát chỉ số VIX này như mình nói từ từ cái bài video lần đầu ấy, à, từ đầu buổi video ấy, thì chúng ta có một câu chuyện là VIX nếu mà trường hợp mà biến động giá của VIX mà 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 cao ấy thì lúc này thị trường và đặc biệt là chỉ số SP500 sẽ lao dốc rất là xa nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình có thấy một bức tranh rất là rõ là gì ạ đó là VX đã không giảm à, đã đã không tăng và có vẻ như ấy là Covid-19 đã qua đi rồi à, Covid-19 đã qua đi rồi bởi vì sao đây là cái bức tranh của thị trường và đặc biệt là của chỉ số VX khi mà đồng khi mà cái cái Covid bắt đầu xuất hiện là thời điểm của tháng tư này này là VX tăng đột biến luôn còn bây giờ là VX đã về lại cái vùng 16 điểm đây là cái vùng truyền thống, vùng bình thường à, của những cái thời điểm mà chưa covid. tức là sao ạ? À, chúng ta đã không tác động của covid, bây giờ đang không không tác động quá mạnh đến với à, các chỉ số chứng khoán nữa. thì đó là yếu tố mà mình có thể đánh giá là là yếu tố mà không không khiến cho chúng ta cảm thấy quá sợ hãi khi mà cái đồng khi mà các cái câu chuyện mà covid vẫn đang leo thang à, trong thời điểm gần đây nó nó liên quan đến yếu tố xã hội nhiều hơn là yếu tố của à, của thị trường trong nước. và yếu tố thứ ba là chúng ta hãy cùng xem qua về giá dầu ở trong room tư vấn Zalo của Châu thì hay nói về câu chuyện giá dầu lắm và cũng đồng thời là cũng chia sẻ tất cả anh chị đang theo dõi video về câu chuyện của giá dầu đi à, về câu chuyện của giá dầu vì sao mình lại kể hai cái đường giá ở đây bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua nhé à, nếu mà trường hợp của đầu năm à, 2021 đầu năm 2021 là cái khu vực này chúng ta đã thống nhất với với nhau về cái view của thị trường giá dầu có, có hai cách để tăng một là nhu cầu nó tăng còn hai là OPEC thì bây giờ ấy, nếu mà cách nhìn nhận của mình cho thấy ấy, là thật ra là nhu cầu không 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 quá tăng đâu nhưng mà nhưng mà vì sao lại giá tăng bởi vì là OPEC đang kìm hãm cái đà sản xuất dầu lại và khiến cho giá dầu tăng theo à, giá dầu tăng và và lý do mà mình kể cái đường gọi là cái đường giá 70 ở trên này này bởi vì sao lại có đường giá 70 này vì nếu mà trường hợp vượt qua vùng giá 70 ấy, thì cái câu chuyện về lạm phát nó sẽ bắt đầu rất rất căng thẳng nếu mà chúng ta nhìn nhận nhé ở trong cái vùng biên giá 70 này ấy, thì nó là cái câu chuyện mà mà cảnh báo căng thẳng nếu mà trường hợp mà vượt qua vùng 70 đi ví dụ như là giá dầu thời điểm của 207 208 đi thì nó sẽ đẩy lạm phát lên rất cao và nó sẽ theo một cái nguồn gọi là nguồn gọi là vùng gọi là tăng tăng theo kiểu là tăng tăng nóng ấy thì lúc này sẽ cần phải có câu chuyện là tăng lãi suất và hạ lạm phát xuống và lúc này không phải là yếu tố mà chúng ta cần và do vậy ấy, là thật ra mình rất kỳ vọng là, và thật sự là thị trường cũng đã một lần kiểm chứng thành công rồi. Tức là khi mà đến cái vùng giá 70 ấy, thì dầu bắt đầu lao dốc. Ở đây cũng thế này. và đây cũng thế. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có câu chuyện tương tự như vậy với giá dầu. À, khi mà dầu mà đạt đến 70 này. Thì nếu mà trường hợp ngày mai cũng như là tuần sau mà bức tranh của giá dầu mà có điều chỉnh từ vùng giá 70. Ấy, thì chắc chắn một điều là tháng 6. À, chúng ta sẽ có một bức tranh thị trường cũng tích cực như những gì tháng 5 đang diễn ra. Một tháng 5 à, rực rỡ à, ok ạ Thật có thể nói là nếu mà trường hợp mà giá dầu mà mà dưới vùng giá 70 ấy, thì chúng ta sẽ có câu chuyện là tháng 5 à, rực rỡ và tháng 6 huy hoàng. À, có thể sử dụng cái câu chuyện là như vậy. Và nếu mà trường hợp mà chúng ta nhìn giá dầu là có thể thấy ok đúng không ạ. Đang ở chính cái vùng, vùng càn đỉnh là vùng giá 70 này và mình sẽ không kỳ vọng là dầu sẽ tăng lên vùng 70 đấy. Và nếu mà nhìn vào bức tranh của thị trường, gọi à, là bức tranh của thị trường... À, thị trường thị trường hàng hóa ấy, thì mình có thể thấy câu chuyện như vậy khi mà bây giờ bắt đầu hàng hóa bắt đầu điều tiết trở lại rồi và energy sector uh, tức là ở trong uh, tăng trưởng của dầu một một tuần qua ấy thì nó còn thiếu tức là nó yếu hơn so với cái soft tức là những cái hàng lương thực thực phẩm thì nói cái khác là dầu không phải là cái mảng chính đâu uh, có thể là gọi là lít uh, về thị trường hàng hóa thời điểm này mà là cái mặt hàng và thứ nhất là cà phê cà phê arabica này và đường này và và giá dầu này và ngoài ra thì anh chị có thể xem ở, ở cái ở phần tín hiệu giao dịch của Finasac cũng có những bài phân tích rất là cụ thể về về giá dầu ví dụ như là thời điểm của ngày hai tháng 5 đi chúng ta cũng có một câu chuyện phân tích về về giá dầu rất là cụ thể ở đây à, về sức mạnh và dòng tiền lớn này thì chúng ta có thể thấy là dầu dầu à, với KTI này dầu brent này và 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 cái à, và và những cái mặt hàng và khí ga tự nhiên ấy thì à, về xăng RBOE ấy, thì thật sự là nó vẫn yếu hơn À, nó vẫn đang duy trì ở mức là lít đi thị trường trong ngắn hạn nhưng mà cái dầu đỗ tương này hay là lúa mì hay là đỗ tương các thứ cũng đều có dấu hiệu tích cực hơn và và đó là lý do tại sao mà quan điểm của mình thì cho rằng là dầu thật sự là cũng không không phải là quá à, quá phức tạp đâu và giá dầu sẽ không không kỳ vọng là sẽ tăng lên quá nhanh trong giai đoạn trong giai sắp đến đâu ok à, thì chúng ta có một cái góc nhìn về liên thị trường là như vậy và và bây giờ chúng ta hãy đến với câu chuyện về chỉ số lạm phát nhé nhìn về góc góc nhìn của lạm phát, à, mình có cái đồ thị lạm phát nào đây? thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua về đồ thị lạm phát một tí và inflation à, cũng có nhiều chỉ số lắm, thì trong lựa chọn chỉ số của fidelity stock inflation thì đây là chỉ số nó nó liên quan đến những cổ phiếu mà ví dụ như nhà đầu tư hay là tâm lý nhà đầu tư lo lắng về lạm phát thì họ sẽ mua cái chỉ số này là inflation etf thì inflation etf này nó đang ở trong vùng đỉnh giá, thì nó cách khác là thực tế cái mức độ hỗ trợ từ thị trường qua thể hiện qua câu chuyện của đồng đô này cái đồng đô giảm thì lo lắng về lạm phát tăng à, khi giá vàng tăng khi giá vàng mà tăng thì lạm phát tăng là chuyện mà mình đánh giá là đương nhiên rồi và bây giờ thì chắc chắn một điều là chúng ta cũng phải lo về lạm phát đấy không phải là không lo đâu và trong tháng 6 thì bức tranh của lạm phát nó còn sẽ còn còn có vẻ như sẽ căng thẳng hơn trong tháng 5 à, khi mà lạm phát trước đó là đã có một cái vùng đỉnh gọi là phản ứng giá trước rồi nhưng đến thời điểm hiện tại thì đang ở trong cái vùng gọi là vùng giá 29 và nếu mà trường hợp lạm phát tăng ấy, thì những cái sản phẩm hàng hóa liên quan đến lạm phát nó cũng sẽ bị một cách câu chuyện điều tiết và đặc biệt là cái điều tiết về về nhóm về lãi suất và nó cách khác là trực diện là nhóm ngân hàng thì đây sẽ là một yếu tố mà mình đánh giá là cần phải sức lưu ý trong tháng 6 còn ngoài ra thì yếu tố về ngoại lực ấy, thì mình xác nhận câu chuyện là thị trường vẫn đang khá tích cực bây giờ chúng ta hãy cùng về câu chuyện về nội lực và cũng đây là cái cái phần mà chúng ta quan tâm nhất này là đây là phần liên quan đến uh, cái cơ hội giao dịch cho thị trường vào tuần sau uh, về, về đầu tiên nhé chúng ta hãy cùng xem qua một tí về bức tranh của các chỉ số uh, về nội lực thì chúng ta hãy cùng nhìn câu chuyện liên thị trường và liên thị trường để anh chị anh chị có thể thấy một câu chuyện là gì ạ đó là hầu hết đều xanh tất cả đều 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 xanh cả ngoại trừ uh, thị trường nga và về và thị trường trung quốc là điều chỉnh nhẹ hôm thứ sáu thì còn ngoài ra ví dụ là thị trường nhật đi uh, thị trường việt nam chưa đưa lên còn ngoài ra thị trường mỹ đấy và phía nam mỹ này và phía phía châu âu vẫn đang có một cái đà tăng trưởng khá là tích cực và đây nó sẽ là một yếu tố ủng hộ cho thị trường chúng ta trong tuần đến nếu mà nhìn vào góc độ uh, chúng ta nhìn về góc độ của uh, chỉ số spx đi uh, thì chúng ta đang có câu chuyện gì ở đây quay quay lại câu chuyện về spx nhé uh, với cái mức độ tăng trưởng của spx thì anh chị có thể thấy rõ này bức tranh của thị trường uh, bức tranh của thị trường không hề xấu đúng không ạ à, mình có thể khẳng định là yếu tố rất là là rõ và cụ thể đây là bức tranh của chỉ số FX à, cái chỉ số leading của thị trường không hề xấu và 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 nếu mà chúng ta nhìn thấy ấy, là rõ ràng là đang đạt lại cái vùng đỉnh cũ à, trước cái thời điểm mà lo lắng về lạm phát thì nói cái khác là cái yếu tố điều tiết của thị trường cũng như là cái câu chuyện bơm tiền của chính phủ vẫn bắt đầu đưa ra thêm và do vậy là là cái câu chuyện và leading của chỉ số SPX lại lại khá ok trong khi đó thì chúng ta sẽ xem qua về thị trường phía phía châu Á đi về câu chuyện của thị trường phía châu á thì sao? thì chúng ta cũng có một góc nhìn, uh, một góc nhìn liên quan đến câu chuyện của trung quốc là C, CZH uh, ik cho nên index thì bây giờ cho index thì sao ạ? Uh, cho nên index đã có một cái nhụt, uh, một cái một cái pha gọi là pha pha nhún, uh, một cái pha nhún tạo tạo một cái vùng đáy và bắt đầu là kéo tăng trưởng trở lại, uh, kéo tăng trưởng trở lại như thế này thì khẳng định một câu chuyện là cái cái đà tăng của chỉ số châu á nói chung ấy không không bị mất đi À, không bị mất đi và thậm chí là đang đang xác lập một cái vùng nền giá mới tại ngay chính cái vùng mà trước đây chỉnh chỉnh giá trước đó thì bây giờ chúng ta sẽ sẽ cần là gì ạ? À? sẽ cần cái chỉ số Trung Quốc này nó sang tuần sau mà vượt vượt được cái vùng của ba năm mươi thì rõ ràng cái câu chuyện là thị trường chúng ta sẽ bắt đầu ổn ổn định hơn đặc biệt là với chỉ số VN Index và chỉ số Vn30 ở đây thì nhìn chung cái góc nhìn liên thị trường của các chỉ số nhóm chỉ số lớn ấy thì khá là ổn à, cũng không bị ảnh hưởng quá là xấu cho, cho câu chuyện lần này và dòng tiền dẫn dắt thì chúng ta quay lại về cái yếu tố về về chỉ số lạm phát thôi tức là khi mà trái phiếu tăng và đồng đô giảm thì chắc chắn một điều ấy là các cái thị trường khác sẽ khá ok và chúng ta nhìn về câu chuyện của thị trường ấn nhé à, chúng ta đang nói về câu chuyện của của covid 19 thì à, hôm nay à, cũng như là buổi cuối tuần Hồ Chí Minh đã có câu chuyện là giãn cách xã hội theo 15 cộng thì 15 cộng chỉ thị 15 và chỉ thị 16 cũng như là chỉ thị 19 khác nhau chỗ nào thì chúng ta hãy cùng xem qua một tí ở đây là yếu tố mang tính mang tính xã hội nhiều hơn à, cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến chỉ số nhưng mà chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ như 16 ấy, đây là mức độ căng thẳng nhất còn chỉ, chỉ thị 15 ấy, là cái mức độ ở mức tương ứng là vừa phải à, và chỉ thị 19 là mức độ là giãn cách bình thường ở trong cái thời điểm mà chưa có ca lây nhiễm. Thì bây giờ là chúng ta đang ở 15 và đang là 15 cộng. Thì với cái yếu tố này thì đầu tiên là châu vẫn uh, vẫn uh, muốn nhắc nhở tất cả các anh chị nhà đầu tư nhé là chúng ta sẽ nghiêm túc uh, thực hiện đúng yêu cầu chỉ thị và cố gắng là giữ an toàn cho bản thân uh, trước những câu chuyện uh, lây nhiễm của covid 19 thì uh, cái cái chỉ thị này ấy, nó đang nói là yếu tố là gì? đó là đang nó đang nói lên câu chuyện là thực ra ấy, với uh, 15 và 16 ấy, khác nhau ở chỗ nào? ví dụ như 16 trước đây ấy, thì chúng ta hãy nhìn sang những cái câu chuyện mà thị trường có covid uh, đó là sáu cái nhịp nhún thời điểm đầu tiên là là chỉ thị 16 toàn quốc là sau đó một cái cây giảm và sau đó một cái tăng rất mạnh đúng không ạ thời điểm thứ hai là thời điểm mà chúng ta có lây lan covid trở lại vào tháng 8 và thời điểm sau đó là thời điểm mà chúng ta có khoảng đầu năm à, 2021 và thời điểm à, thời điểm của tháng 5 và bây giờ là cái mức độ gia tăng tháng 5 thôi thì nếu mà nhìn vào cái bản đồ covid ấy, có thể thấy là hầu hết là các thành phố lớn đã bị rồi và do vậy là đến thời điểm này không còn quá nhiều bất ngờ về covid nữa và có vẻ như là những thời điểm mà covid lại là cái thời điểm mà dòng tiền đang tìm đến thị trường chứng khoán một cách cụ thể hơn. Tức là mình nói cách khác là ví dụ như, như các cái ngân hàng trung ương cũng như là các chỉ đạo của các chính phủ đi. Thì khi mà mà có lý do để bơm tiền thì họ sẽ bơm tiền. Và khi mà có lý do để bơm tiền thì chắc chắn một số nhóm ngành sẽ bắt đầu hưởng lợi. Ví dụ như chúng ta hãy nhìn qua câu chuyện về nhóm ngân hàng 8300 Thì cái nhóm ngân hàng này ấy, càng Covid thì lại càng tăng khi mà cái dòng tiền bơm từ phía chính phủ từ ngân hàng trung ương sẽ bơm trực tiếp vào câu chuyện giảm giảm lãi suất và chúng ta vẫn còn dư địa giảm lãi nhé à, từ 5 năm đến 6 bây giờ lạm phát còn ít thì do vậy là chúng ta vẫn còn cái cái dư địa để giảm lãi xuống à, do vậy là nhóm ngân hàng đó là lý do tại sao mà băng đang tăng khá là mạnh trong một giai đoạn à, giai đoạn dài và thậm chí là bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp là nhóm ngân hàng sẽ tục tăng à, chúng ta cũng có thể nhìn cái bản bản đồ kỳ vọng của cái nhóm ngành này qua cái câu chuyện của xác định dòng tiền phía à, của Finansac anh chị có thể uh, subscribe nhé. Uh, chúng ta nếu anh chị muốn vào room tư vấn thì cả nhà chỉ cần để lại thông tin ở, ở Finaspec, uh, chúng ta cũng có thể được ép vào các room tư vấn của các admin nhé. Thì uh, chúng ta quay lại câu chuyện này thì nhìn vào câu chuyện về về nhóm ngành đi, từng ngành đi. Thực phẩm để đồ uống ảnh hưởng nặng bởi Covid là điều chắc chắn. Nhưng cái nhóm ngành dịch vụ tài chính này, nhóm ngành tài nguyên này và chắc chắn là một nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ ngân hàng các thứ nằm hết trong khu vực này nếu mà chúng ta nhìn rõ thì đây là câu chuyện của nhóm ngân hàng đây ngân hàng hiện nay là vẫn đang listing chỉ số khi mà cái dòng tiền ấy từ những nhóm big bank tức là nhóm ngân hàng lớn như tcb này vietcombank này đang bắt đầu quay trở lại này hay là hay là những cộng ctg Vietinbank hay là mbank cũng đều tăng thì bây giờ là đang có một làn sóng chuyển vào nhóm big bank tức là nhóm ngân hàng ở cái gọi là tizu đấy là ví dụ như là nhóm của acb này uh, hay là nhóm của Liverpool bank hay là vib À, đều là những cái cổ phiếu mà của ngân hàng mà bây giờ đang đang leading thị trường trong giai điểm này. Đây là lý do tại sao mà chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng vào nhóm ngân hàng. Thứ hai là một câu chuyện về covid thì không thể bỏ qua về nhóm ngành dịch vụ tài chính. Ở à, dịch vụ tài chính đã chứng minh rất là rõ rồi khi mà thị trường tăng thì nhóm ngành dịch vụ mà mang tính uh, chứng khoán hay là mang tính dịch vụ tài chính và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái câu chuyện về covid thì bắt đầu lại có nhịp kéo tăng trở lại và đó là lý do tại sao chúng ta không thể bỏ qua được nhóm này à, thứ còn và cái nhóm công nghệ nữa nếu mà anh chị để ý câu chuyện covid ấy, thì khi mà giãn cách thì công nghệ sẽ gia tăng và cái này đã được chứng minh từ thời điểm năm ngoái rồi bây giờ chúng ta chỉ có lại gọi là ca lại bài ca đấy thôi ok ạ à, thì chúng ta nhìn chung nhé về nhìn nhìn về cái cái bản chất vấn đề thì mình có thể tóm lại như sau thứ nhất là câu chuyện về liên thị trường không 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 xấu và thậm chí là đang tích cực và do vậy là chúng ta sẽ có một cái view thị trường sẽ tốt hơn cho thị trường vào tuần sau và nếu mà chúng ta nhìn về câu chuyện về về phân tích kỹ thuật đi à, sau khi mà nhìn phân tích kỹ thuật về các nhóm ngành cũng như giống dòng, dòng, dòng tiền thì chúng ta sẽ đến câu chuyện là liệu cái tâm lý của dòng tiền nó có ổn hay không thì à, chúng ta nhìn vào câu chuyện về vn index nhé nếu mà nhìn câu chuyện vn index thì không ai bảo là xấu được cả à, không ai bảo là xấu à, lý do vì sao khi mà cái dòng tiền bắt đầu lại tiếp tục kéo lên này khi mà chỉ số chỉ có điều chỉnh một phiên mà sau đó là vội vàng tăng trưởng phiên tiếp theo Uh, được ủng hộ bởi câu chuyện của của ngoại lực và cái dòng tiền nội lực thì rõ ràng đã chứng minh là cái dòng tiền mua lên đang đang rất là mạnh khi mà chúng ta có thể kiểm chứng được cái dòng tiền ở trong khu vực này ra sẽ xem, xem thử nhá ví dụ là xem qua vn index vn index thì ngay cả quan điểm của dòng tiền lớn ấy, họ đang gom mua uh, và và cái quan điểm của dòng tiền thông minh ấy, cũng đang cái hiệu là gom mua cũng rất cụ thể trong khu vực này thậm chí là nhìn vào câu chuyện của cái dòng tiền đi một thời gian dài là dòng tiền lớn họ không mua với vn index mà họ mua hết vào với VN30 thì bây giờ bắt đầu có dòng tiền trở lại với index rồi chúng ta hãy cùng nhìn qua với VN30 thì sao VN30 thì rõ ràng ấy là dòng tiền lớn bao giờ cũng duy trì ở mức mức trên cả duy trì ở trên cái cái thị trường chung này do vậy là chúng ta luôn có một cái vị thế mua tại khu vực này và cái điều mà mình lo sợ trước đây khi mà nhìn về VN Index, và VN30 đó là cái chênh lệch về basic hay là chênh lệch về spread à, chúng ta hãy cùng nhìn qua về spread một tí là nhìn qua spread với index thì thì đây là yếu tố mà mình đánh giá là thị trường đang tích cực đây à, nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện nội lực nhé vì sao lại như vậy vì sao mình lại nhìn câu chuyện như vậy vì bởi như như thế này này nếu như mà cái mức độ phân kỳ ấy, à, spread tức là chúng ta nói về câu chuyện phân kỳ giữa vn index và vn 30 ở đây là khi mà vn 30 mà tăng mạnh hơn ấy, thì thì cái mức độ cái đường đường cái đường giá này sẽ tăng theo cho đến thời điểm hiện tại này khi mà đạt được cái mức độ tăng trưởng nhất định của cái vùng của 138, à, 150 ấy, trên lệch khoảng 150 điểm ấy, thì bây giờ đang bắt đầu dịch trở lại rồi. Chỉ còn 138 điểm thôi và khi mà VN30 mà bị điều chỉnh ấy, thì cái điều mà chúng ta lo sợ nhất là gì? Đó là tiền không lan tỏa. Không lan tỏa ra các cái nhóm ngành khác cũng như cổ phiếu khác thì bây giờ không phải là như vậy mà rõ ràng là chúng ta nhìn thấy bức tranh rất là rõ là dòng tiền đang lan tỏa sang index và đang lan tỏa sang những câu, câu chuyện cổ phiếu khác đó thì do vậy là với câu chuyện dòng tiền lan tỏa thì cái cái yếu tố về thị trường vẫn còn đang đang khá ổn và nếu mà nhìn như vậy thì chúng ta sẽ cùng không mất quá nhiều thời gian để phân tích kỹ thuật câu chuyện này nữa khi mà dòng tiền đang tốt này mọi thứ đều đang ủng hộ này đã tăng trưởng vẫn có thì chúng ta không không nhất thiết là phải phải quá là lo ngại với câu chuyện rủi ro covid thời điểm này đâu và và nếu mà trường hợp mà chúng ta nhìn vào câu chuyện mà cổ phiếu đón dòng tiền đi thì chúng ta hãy nhìn lại câu chuyện mà một lần nữa mình khẳng định lại về thị trường một lần nữa. Đó là có liên quan đến câu chuyện về Covid hay không? Thì đây là bức tranh của thị trường ấn và Covid 19. Ở đây là cái câu chuyện thị trường ấn này, và đây là câu chuyện Covid 19 đại ấn này. Thì chúng ta chỉ có một câu chuyện là biến động giá tăng thôi. Chứ còn thật ra là với với tâm lý của thị trường thì cái câu chuyện Covid 19 không 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 hề tác động đến chỉ số mà thậm chí là thị trường ấn hiện nay đang đang ở cái vùng gọi là vùng đỉnh đỉnh lịch sử luôn đấy do vậy là có có vẻ như là dòng tiền đang không biết ở đâu không biết tìm đến đâu nơi nào khác nguồn tiền nào khác ngoài ngoài chứng khoán và do vậy là có vẻ như lại đang yếu tố mà khá thú vị là ủng hộ cho thị trường chứng khoán nhiều hơn ok nhé thì đó là một câu chuyện về liên quan đến đến thị trường của nhận định và tuần tuần sau đó là yếu tố tích cực vẫn đang lan lan tỏa rộng và chúng ta vẫn tiếp tục là nhìn vào những cái nhóm ngành đang được hưởng, hưởng lợi thời điểm này ví dụ là nhóm ngân hàng hay là câu chuyện thêm về về câu chuyện thêm về cái gọi là bối cảnh trong trong thời điểm này liên quan đến hậu covid 19 là như nhóm tài nguyên cơ bản nhóm tài uh, những cái nhóm tài nguyên cơ bản này hay là cái nhóm mà vẫn là cổ phiếu mà mang tính giá trị cao đặc biệt là chúng ta chuẩn bị bước sang hết cái thời điểm là khoảng trống thông tin rồi và và chúng ta bắt đầu chuyển sang tháng 6 với câu chuyện về MSCI cũng như là câu chuyện và kỳ vọng những cái nhóm ngành mà những công công ty đã chuẩn bị được cho trong một cái nền tảng cuối năm thì ví dụ như là chúng ta hãy cùng xem qua câu chuyện về À, về cái nhóm tài nguyên cơ bản đi ở đây chúng ta có tài nguyên cơ bản 1700 này thì tài nguyên cơ bản đang giữ nền rất tốt và tài nguyên cơ bản thì liên quan đến những cổ phiếu nào thì chúng ta có thể kiểm tra tại Finansac nhé à, chúng ta hãy cùng xem qua Việt Nam này cùng xem qua về tài nguyên cơ bản ở trong câu chuyện về tài nguyên cơ bản ấy, thì chúng ta có thể thấy những cái bức tranh vẫn là SHI hay là vẫn là HPG hay là DHC và tất cả vẫn đang nằm ở trong vùng dẫn dắt này à, và trong khi đó do vậy là chúng ta vẫn có thể tiếp tục bám theo những cổ phiếu này và vẫn là khá ổn nha ví dụ là HPG này vẫn đang ở cái vùng đỉnh giá và đang extension lên vùng giá 71 à 71.1 71.2 hay là cái nhóm cổ phiếu liên quan ví dụ là DHC đi ngay cả những cổ phiếu mà mang tính là in là là phạt sản xuất giấy hay là đều có phục hồi trở lại sau cái câu chuyện Covid vừa rồi và nếu mà chúng ta nhìn nhận một câu chuyện xuất khẩu mà nhìn vào giáo dầu ấy thì không thể bỏ qua một câu chuyện đó là câu chuyện của German Dead. À, thật ra Jomandet ấy có một nhịp tăng và bây giờ đang đang test lại thành rất thành công ở trong cái vùng đền giá hiện tại và do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể không à, hoàn hoàn toàn nhé là là không nên bỏ qua những cổ phiếu mà mang tính nhóm ngành cầu cảng thế này hoàn toàn là khá ổn đấy nếu mà trường hợp mà mà giữ được đền giá này thậm chí chúng ta có thể mua thêm à, đó là với Jomandet OK thì với một số nhóm ngành ngân hàng ví dụ trong room châu đang khuyến nghị là những cổ ví dụ như là acb này những cổ vib này hay là cổ bid nữa có cả bid bid này hay là cổ của MB hay là cổ của ctg thậm chí là những nói chung đấy là là anh chị mà đang nắm cổ phiếu mà trong nhóm nhóm ngành banh thì bao giờ cũng đang đang là đang rất hưởng lợi trong thời điểm này và chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng của nhóm ngành banh trong tuần sau nhé thực tế ra ấy, là nếu mà nhìn vào bức tranh của câu chuyện dòng tiền à, cổ phiếu đó dòng tiền hôm nay ấy, thì vẫn là ở trong câu chuyện của STB, à, SHB thì cổ phiếu qua lái rồi, rồi mình không sẽ không nói thêm à, BVS thì theo theo tin trúng thầu là khoảng 300 triệu đúng không ạ ba à, triệu đô à, đây là cổ phiếu của nhóm ngành thép, hoa sen hay là chứng khoán à, TSC hay là BVB nói chung là như thế này những cổ phiếu à, hiện nay đang nắm dòng tiền thì vẫn đang à, vẫn đang có dòng tiền đổ vào thì vẫn đang nằm tập trung hầu hết tại các nhóm về về ngân hàng này về chứng khoán này về 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 câu chuyện về thép à, về câu chuyện về thép và do vậy là chúng ta sẽ vẫn là để ý những câu chuyện về về các nhóm ngành này ở trong tuần sau nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích ra một số mã cổ phiếu à, thú vị ở trong ở trong thời điểm này xem những cổ phiếu nào thì à, chúng ta có thể sử dụng các cổ phiếu khuyến nghị ở đây. À, ví dụ như chúng ta hãy cùng xem qua một tí về cổ của DG một cổ đang đang câu chuyện khá thú vị là DG à, phân tích theo kiểu nào được DG một câu chuyện khá là là hay ở chỗ ấy là sau khi mà bứt phá break bứt phá break lên ở trong cái vùng à, một cái thanh khoản tăng ở cái vùng 20 triệu và bứt break lên ấy à, cái vùng gọi là vùng kháng cự phân tích về mặt kỹ thuật đây là cái vùng phản ứng giá mạnh nhất thì bây giờ DG đã đã vượt qua rồi và ngay phiên hôm sau là một phiên điều chỉnh giảm một phiên phiên điều chỉnh giảm đạp lại thì thậm chí là rơi hàng nhưng mà DSG lại có một tiếp tục tăng tức là cho nhà đầu tư nếu mà mua break tại T3 ấy, vẫn, vẫn ăn được thì do vậy là với thời điểm này thì có vẻ như uh, lái với DSG vẫn đang đang khá là nương tay và thậm chí là đang đang đánh rất là là chuẩn trình uh, với cổ phiếu này mà DSG thì không thể bỏ qua được KBC KBC thì là yếu tố ấy, khá khá là là bị uh, bị break bị break fail ở trong những cái nhịp trước đó và và thậm chí là bắt đầu chuyển sang một hướng là điều chỉnh giảm mẫu hình thì không đẹp lắm mẫu hình của KBC không đẹp lắm nhưng mà thật sự mà để KBC giảm quá sâu ấy, đến thời điểm này thì mình nghĩ là sẽ kỳ vọng thôi là cái khả năng tích lũy nó sẽ ở là 50 phần trăm là không giảm thêm mà sẽ tích lũy đi một cái đường ngang lại vùng giá 32 hai à, trước khi mà vừa, vừa lên trở lại lý do vì sao mà chúng ta lại nhìn nhận câu chuyện là như vậy bởi vì như thế này này à, mình đã nhìn thấy câu chuyện của histogram ấy tức là cái histogram đang đang điều chỉnh rất là là thấp và thậm chí là ngang bằng với lại cái lực bán tức là bây giờ lực bán ra đã bắt đầu yếu dần rồi và thậm chí là rsi cũng đang có dấu hiệu là ở vùng quá mua xin lỗi là vùng quá bán và kéo lên trở lại thì với kbc thì ngoài câu chuyện lái của thời điểm của tháng 12 ấy, thì đến thời điểm này vẫn chưa có một cái sóng mới có vẻ như là họ sẽ cần cái game làm cái game lớn ở trong trung hạn chứ game ngắn hạn thì chưa có những cổ phiếu bất động sản mình rất là thích ví dụ là cổ BDR BDR thì cứ nắm thôi ví dụ càng có càng nắm thêm cũng chẳng sao cả BDR là như vậy à, vẫn là một cái nhịp tăng làm nền và tiếp tục một nhịp tăng đó là với BDR nhé hay là chúng ta cùng xem qua một cổ nữa một cổ mà mình khuyến nghị cho tuần sau vẫn là một cổ mà liên quan đến covid khi mà FPT À, khi mà FPT à, là một cổ phiếu mang tính giá trị và đồng thời là 4.0 cũng như là đang được hưởng lợi rất tốt và khi mà giãn cách xã hội thì những cổ phiếu FPT lại tiếp tục mua tức là sao cứ chỉnh là mua và thậm chí là FPT còn không chỉnh à, FPT mà thời điểm khuyến nghị đầu tiên trong rung của châu là thời điểm từ bùng giá 58 cơ 58 bây giờ là gần gần tăng gấp đôi rồi và bây giờ chúng ta vẫn vẫn tiếp tục có thể nắm giữ với FPT được nhé không không có thể bỏ à, tức là không nên bỏ qua cổ phiếu này à, hay là những cổ liên quan đến thép là HSG đi hoa sen cổ thép này à, HPG HSG à, NKG Nam Kim các thứ và đặc biệt là Nam Kim nhé anh chị và để giúp Châu Nam Kim trong trong tuần sau và nếu như trường hợp mà Nam Kim mà giữ vững được cái nền giá này ấy, thì thì rất là là nhiều khả năng Nam Kim sẽ có một nhịp tăng à, cũng cũng như là cổ phiếu HSG hay là H à, HPG sắp đến à, ngoài ra thì chúng ta có những cổ liên quan đến chứng khoán à, hay là cổ à, về tài chính à, đều là những cổ 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 khá là ổn đấy à, đều là ok cả À, và chúng ta nhưng mà ngoài ra ấy, thì có vẻ như mình đấy lần này này các cái cổ phiếu trụ nó không 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 còn xuất hiện quá nhiều trụ không xuất hiện quá nhiều mà đa số xuất hiện từ từ cổ phiếu của của VCB à, VCB thì trụ VCB này sức mạnh giá đang tăng này. À, xem thử VCB có được hay không ở à, VCB thì mình đã phân tích kỹ thuật trong room rồi nhưng mà chúng ta sẽ phân tích kỹ thuật lại với VCB nhé cội VCB có hay không thì bây giờ chúng ta sẽ kẻ một đường Fibonacci ở đây à, đây là đường Fibonacci đầu tiên và có thể thấy một điều là giá đang test rất thành công ở cái đường Fibonacci 618 đây là 618 Fibonacci điều thứ hai mà có thể thấy là với MACD đường MA thì bây giờ đang đang test thành công này và có vẻ như là VCB đang quay trở lại à, đang có một nhịp quay trở lại nếu mà trường hợp test thành công giá 100 ấy, thì VCB hoàn toàn là một cái cổ phiếu trụ được kỳ vọng là kéo thị trường trong tuần sau là kéo lên vùng 108 thì ok nhé thì cái quan điểm của mình vẫn là nhấn mạnh ở những cái nhóm cổ phiếu thuộc vào nhóm ngành ngân hàng thuộc vào nhóm ngành tài nguyên cơ bản hậu covid và cái nhóm được kỳ vọng tiếp theo có thể là nhóm y tế nhưng có vẻ như chưa phải là nhóm chưa phải là nhóm du lịch giải trí hay là nhóm bảo hiểm đâu hay là nhóm thực phẩm đâu mà nó sẽ tập trung hết cái nhóm ngân hàng này nhóm tài nguyên cơ bản này thậm chí là nhóm truyền thông nữa thì có y tế thì có còn cái nhóm bất động sản thì có vẻ như chưa chưa phải là thêm thích hợp cho tuần sau đâu nhé ok đó là một số nhìn nhận về thị trường và chúng ta cũng có một cái tổng kết lại đó là gì ạ thị trường đang đang vẫn còn đang ổn và do vậy là chúng ta chưa phải hết sức lo lắng về thời điểm mà gọi là giãn cách 15 cộng vào ngày mai tuần sau đâu nếu trường hợp mà có nhịp điều chỉnh giảm thì có khi đó là cơ hội để chúng ta mua lên điều này cũng đang thể hiện rất rõ qua câu chuyện của thị trường phái sinh khi mà bức tranh của phái sinh rất là đẹp đúng không ạ à, cái thang bậc thang đi lên phai vợt này cứ đi lên từng từng bước thôi và nếu mà nhìn câu chuyện của phái sinh thì có vẻ như đạn động lực tăng vẫn đang còn rất là mạnh và với uh, lượng hợp đồng để qua đêm OI đi uh, OI đi, có thể thấy câu chuyện OI vẫn đang giữ vững, uh, tức là sao nó không không phải nhịp quá tăng tăng lên quá cao khi mà dòng tiền vẫn đang khá thận trọng, nhưng mà rõ ràng là đây là cái đà tăng mà chúng ta có thể thấy là không bị tác động quá là lớn và cứ một vài một chỉ có một hai nhịp chỉnh ngắn hạn thôi, sau đó là một nhịp tăng rất là mạnh sau đó, ok thì đó là một số nhìn nhận cho uh, phiên giao dịch của tuần sau cũng như là kỳ vọng về thị trường vào tuần sau nhé. À, mình à, nếu anh chị các bạn muốn vào room tư vấn của phía nam thì mọi người chỉ cần để lại thông tin ở đây ở à, trong phần quản trị danh mục anh chị có thể có một bài trắc nghiệm về quản trị rủi ro về phân tích và sức khỏe của danh mục và sau đó là chúng ta sẽ có những cái khuyến nghị à, tự động à, theo à, tối ưu hóa hoặc là nếu anh chị cần vào room tư vấn thì anh chị cần để lại thông tin ở đây thì à, các admin à, cũng sẽ hỗ trợ vào trong room tư vấn trong room, room zalo nhé có room của admin huy bùi của mình cũng như là của anh đạt à, của, à, của anh đạt ok ạ À, một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video lần này và một lần nữa nhé à, xin chúc tất cả anh chị các bạn à, an toàn à, và chúng ta hãy cùng nhau thực hiện đúng 5 k tự đạo về mình trước trước covid 19 và xin chúc á, danh mục của anh chị các bạn sẽ thăng hoa trong tuần dịch lần sau nhé trong tuần sau xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn ạ à, xin chào tạm biệt